Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ, chuyên gia bán đồ cho dòng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt ha. Hôm nay em có một con em Sony Nhật. Con này đã lên điện được 220 ngàn quý khách. Cực kỳ nha. Sao mình chụp hình với mình quay phim thay lâu lâu nó mới có khúc gì nè ha. Nhưng mà ở ngoài là ok nè, hiện giờ đó lúc có lúc không nha, nhưng mà màn hình là cam kết là không có bị gì hết nha. Cái camera nó quay sao á, nó giống như nó phân giải phân tất gì đó, chứ không phải là do tivi bị nha. Không sập không gì hết nha. Còn tương đối đẹp. Con này nặng như con trâu vậy. Quý khách không có thể tưởng tượng được con này ai đón được năm nào nè, sản xuất năm nào nè. Tên 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 gì 7 tháng 12 hay 12 tháng 7 năm 1990 tới giờ 90 rồi 2010 2020 là 30-32 năm, 1/3 cuộc đời ngờ rồi. Đây con này đã có ông khách ông anh biến điện lên 220 luôn rồi nha. Đó. Không bị sập nha, tại nó bị vậy đó mà không biết sao giải thích nữa, mình không gần đây. Trên đây. Em cắt nút bấm còn ok nè ha, đó. Volume lớn nhỏ. Bật đài. Cô hãy tự nhìn mình trong gương đi. Hãy quên những gì mẹ cô, dì cô hoặc chồng cô nói. Cô được sinh ra cho những thứ lớn lao. Để tôi đi lấy ít cà phê, chờ chút nha. Ok nha, quá tuyệt vời, rất là nặng nha. Đây em tắt. Ê chà, xin lỗi, đang ở trần ha, bật lên. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng hay là về trưng bày thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Con này em bán giá công khai là 800 ngàn, chưa bao gồm phí ship nha. Rồi em xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các quý khách, xin hẹn gặp lại.